Vâng, xin chào tất cả các bác. Đầu tháng kính chúc các bác nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong công việc. Video đầu tiên của đầu tháng các bác nhé. Hai chiếc đẩy bán giao lưu với các bác đây. Mức giá siêu VIP cho các bác chơi nhá. Các bác nhìn này, Vĩ Lộc nhá. Hàng xịn của BD Audio luôn các bác nhé. 800W một kênh. Hai kênh ạ. BD Audio MA3600. Dòng này là Vĩ Lộc tiếng đây nha các bác nha. Tiếng thì bao chất bao phê cho các bác rồi. Với những dòng BD Audio này thì quá là chất lượng rồi. Với những dòng này là như dòng Martin Dennett đó. B3 đó. Tủ này các bác này. Duy nhất có 2 chiếc các bác nhá. Đó. Dòng này nếu mà các bác có mua của bên em cái dòng mới 800 này ạ. Đó là như dòng vậy các bác nhá. Đấy, nguồn nha, các bác nhìn dây đầu cực kỳ to luôn ạ. Wow. Đây nguồn đồng 100% luôn các bác nha. Hàng xịn của BD Audio ạ. Cho các bác đánh 2-30 hoặc là đánh đôi 40, đánh 25. Đó. Giá hôm nay đầu tháng giao lưu với các bác nhé. Giá là 3,6 triệu. Bao ship tặng kèm dây rắc cho các bác nhé. Chắc chắn các bác sẽ không mua được với cái mức giá này khi không phải là hàng giao lưu các bác nhé. Dao động từ 4 triệu cho đến 4 triệu rưỡi một chiếc này đấy. Ngày đầu tháng thôi. Bán lấy may mắn cùng các bác nào mà chốt được thôi nha các bác nha. Đó. 8 tụ nha. Hàng đẹp luôn các bác nha. Đây Vĩ Lộc đây. Đó. Tổng cộng là 4 quạt. Đó. Quay cụ thể từng chiếc một các bác nha. Mạch cả hát các bác nha. Xưa quán trời mơ mơ nguyện cầu ngày quê hương bình yên đưa tôi về, mình lại có nhau phần trăng chốn xưa. Tiếng sạch trong veo luôn các bác ạ. Đẳng cấp của những dòng BD Audio. Nói chung là phân khúc 3,6 triệu thì chắc chắn các bác sẽ không mua được đâu. Này đầu tháng thì bán lấy lộc thôi. Đây các bác được nghe đang đánh trực tiếp đẩy nhá. Đây. Trực tiếp các bác nhá. Tín hiệu em cho từ laptop trên này này. Đó. Tiếng trong veo luôn. Rất là nhiều các bác hỏi em về cái dòng BD Audio 3 kênh này, nhưng mà thực sự là cuối năm nay là vận chuyển dường như là đã bị kẹt rồi, không thể chuyển về được nữa. Đó. Với những cái đẩy này thì bên em đặt theo cái lô B3 thì nó có về kèm được 2 chiếc thôi. Còn 3 kênh thì hẹn các bác sang năm nhé. Các bác thích sang năm thì sẽ có hàng dòng BD Audio này ạ. Về được chỉ có 2 chiếc. Đó các bác nhìn tụ đẹp không? Bằng đét nha. Chiếc này cũng vậy các bác nhé. Đó. 3,6 triệu bao ship tặng kèm dây rắc cho các bác. Bán lấy lộc đầu tháng các bác nha. Ok, các bác nào có nhu cầu vui lòng liên hệ trực tiếp và nhanh tay các bác nhé. Không có chiếc thứ ba các bác nhé. Vâng, xin được mến chào các bác. Hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo.